Chào mừng quý khán giả thân mến đã quay trở lại với kênh Về Miền Tây Bắc. Và hiện tại thì Long đang có mặt tại xã Yên Thắng thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Hôm nay thì Long sẽ đến nhà bà Cay để trao phần quà của chị Vi Ngô đang sinh sống tại Hà Lan các bạn ạ. Chị có gửi tặng gia đình 2 triệu đồng. Đó, lần trước thì mình cũng đến ghi hình một lần rồi và thăm gia đình rồi các bạn ạ. Gia đình thì có hai bà cháu ở với nhau. Cháu bé thì bị bệnh các bạn ạ, vừa bị bệnh tim này, xong là còn phải mổ rốn, mổ tim mấy lần rồi. Hôm nay thì Long có mua một thùng sữa trị giá 200... chào con. Hôm nay nghỉ học nhờ, hôm nay thứ bảy. Bà có nhà không? À đây rồi bà. Ừ, cháu cho bà nhá. Đi đi vào nhà con, không mưa. Vâng. Lâu quá rồi cháu không ghé thăm hai bà cháu ạ. Vâng. Cháu bà cũng chẳng biết nói nào thì cảm ơn dạ. Cháu. Vâng. Alo, bà đây này. Dạ vâng. Đây. Cháu để trên bàn này được không? Cái đây cái thùng sữa. Thùng sữa của gái Hà Lan để cho con ngồi đây, cho cún, để cho cún uống nhé. Đấy, ngồi đây đấy, cún ngon lắm. Ui hát à. Cún cũng vừa ốm về đấy. Bà ơi, hát à đây. Bà ngồi xem cái kế nào. Tình hình sức khỏe của Khánh Linh dạo này thế nào? Cháu ấy cũng ốm nguyên thục ấy. Cũng vừa lại ốm xong ấy. Mấy hai hôm nay mới cháu mới uống thuốc uống thì nó cháu mới đỡ một tí. Vâng. Con này thì nó không được khỏe đâu cháu ạ. Dạ. Cứ một tháng có tháng thì hai đôi lần, có tháng một lần. À thế ạ. Vì nó còn cái tim của nó chưa ngủ được. Thế dầu này lên lớp học còn có co giật hay cái gì không? Không, cháu lên lớp thì nói chung là cháu chưa co giật. Thế ạ. Vâng. Bác sĩ nó hôm ấy phỏng vấn bác sĩ bảo là mổ cái rốn này, hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo là bây giờ nó còn bé, nó chưa tiếp xúc. Sau này nó lớn nó tiếp xúc thì nó mới ngớp. Còn bây giờ nó bình thường, nói chung là nó bây giờ cháu nó còn chưa tiếp xúc xã hội. Thế bác sĩ bảo thế, phỏng vấn để mổ mổ cái rốn ấy, bác sĩ bảo hôm còn không dám mổ. Thế thôi nói bác sĩ để giúp cho cháu, cứu cháu, có đêm hôm cái rốn của cháu nó cứ sưng to bằng gốc tay, xong là cháu nó không chịu được. Nó đây là rốn đây này. Ngon cháu, không? Ngon. Đâu rốn đâu. Đây rốn đây. Đây Khánh Linh đang đâu cho chú xem rốn của con nào. Đây. Đấy, mới mổ được mấy tháng đây các bạn ạ. Cháu còn mổ một lần nữa cơ. Thế là mổ hai lần rồi đúng không ạ? Hai lần rồi ạ. Còn một lần nữa. Hẹp van tiệm, hẹp van mổ rồi. Con ngồi sang bên kia với bà. Hẹp van cháu mổ rồi, còn một cái tim nữa. Tim thì bác sĩ bảo phải bao giờ nó còn được 6 tuổi, 5, 6 tuổi cháu mới mổ, 6, 7 tuổi mới mổ được. Thế là tim là mổ một lần rồi đúng không ạ? Hẹp van tim mổ một lần. Hẹp van tim mổ một lần rồi. Rồi còn một lần mổ tim nữa. Mổ tim nữa. Vâng, thế là bác sĩ phỏng vấn dự kiến là 6 tuổi mới mổ ạ? 6, 7 tuổi mới mổ được. Nhưng mà con cũng phải sức khỏe tốt thì mới mổ sức được. Sức khỏe rốt chứ nó yếu ốm này chẳng biết đến bao giờ, không biết 6, 7 tuổi có mổ được không cơ. Vâng, thế là vừa qua đi. Con uống sữa kìa. Uống nước không? Chú bóc nhá. Uống nước không? Hả? Đó. Mấy ngày nay yếu không chịu ăn cơm bà. Bà để chú bóc nhé. Bà toàn phải đi mua sữa về cho uống thôi. Nó ốm nó không chịu ăn. Đây này. Rồi. Cay. Cay đây này. Bà cay đây này. Cay ơi. Bà ngoại chứ. Bà ngoại ơi. Ơi. Bà ngoại trong này. Bà ngoại trong ấy. Đúng rồi. Đây con uống đi. Uống hai lần. Cháu xin. Cháu mời chú uống sữa. Cháu mời chú uống sữa chứ. Đấy, con cứ ngồi đây với bà. Ngồi đây. Nha. Nó thì mồm mép lắm nhưng mỗi tội là ốm yếu nhiều đi. Thì là thưa quý khán giả thân mến là hai bà cháu là ở với nhau. Vâng. Đây là bà ngoại của cháu. Khánh Linh thì ngoài bị bệnh tim bẩm sinh ra thì còn rốn nữa. Cái rốn cái hẹp hẹp van tim, hẹp tim mổ rồi. Dạ vâng. Còn mấy cái rốn mổ rồi, còn mỗi cái tim nữa. Thế là Khánh Linh đi học là nghỉ thứ bảy chủ nhật đúng không ạ? Vâng. Chú ở đây. Mai uống. Thế là đúng rồi, cất đi mai uống nhỉ. Đúng rồi, con cất đi mai uống nhá. Con cất được chịu. Con cất được chịu á. Để đấy tí chú cất cho nhá. Để chắc tí chú cất cho, tí chú cất cho. Để vào đây ngồi đây, ngồi đây không được ngồi chân đấy. Đẻo miệng lắm. Con này mồm mép kinh lắm. Thế là buổi sáng ra là hai bà cháu ở dắt bộ nhau đi học. Đi dắt bộ đi ấy. Vâng. Vâng. Trong video trước thì mình cũng đến trường để đón cháu Khánh Linh đấy. Quãng đường cũng khá là xa các bạn ạ.
Bỏ xa lắm xong là bà thì toàn cõng, bây giờ cái chân của bà vừa qua lại phải bỏng. Dạ. Phải bỏng bây giờ đã khỏi đâu. Hết một bên mông. À. Nước phích kia đổ vào. Đổ vào ấy. À. Cũng là viện 8 ngày ấy. Mắt của bà nó bị đau à? Mắt này bà bị trước ngày cũng bị mổ. À hôm nay cháu đi vội cháu đã không đem thuốc. Đây này bị mổ xong bây giờ cái mắt mấy ngày nay lại đau thỉnh thoảng, này lại cứ đau này cái mắt mổ ấy. Dạ vâng. Khổ nó lắm, bệnh lắm, bà thì yếu nữa, cháu thì. Vâng. Đây sang đây ngồi với chú. Đấy, con ngồi đi. Đấy, con ngồi đấy. Đấy, con ngồi đấy nhá. Ừ. Đấy, bà Cai ạ. Thì hôm nay cháu quay trở lại thăm động viên sức khỏe của bà cũng như là của cháu Khánh Linh. Thì có chị Vi Ngô đang sinh sống tại Hà Lan. Chị có gửi tặng hai bà cháu là 2 triệu đồng. Thì con trích ra 200.000 đồng để con mua một thùng sữa cho Khánh Linh. Vâng. Thôi cảm ơn cháu để đi xin các nhà hảo tâm. Thì bà chẳng biết nói nào là xin cảm ơn. Một chút giờ dụ nhỏ ít bé nhiều không biết nhưng mà cũng là cái lòng hảo tâm. Vâng. Thì còn 1.800.000 đồng này thì con xin phép được trao tiền mặt. Vâng. Để bà có cái kinh phí để sinh hoạt. Vâng thì thôi bà chẳng biết nói nào và xin cảm ơn trước nhất là cháu để đi xin các nhà hảo tâm. Thì thôi chúng ta giúp đỡ được đồng nào thì xin cảm ơn đồng ấy. Dạ vâng, đây là món quà của chị Vi Ngô đang sinh sống tại Hà Lan. Vâng, Vi Ngô. Dạ vâng. Vâng, thì thôi bà chẳng biết nói nào thì bà xin cảm ơn. Đấy, khổ lắm vào gia đình nhà bà. Thế là năm nay có trồng được nhiều rau không hả bà? Đấy, bà trồng ở vườn đấy, trồng được tí rau đấy. Ngoài đấy hả? Vâng. Nấu ăn là vẫn ở dưới bếp kia. Vâng, và bà là nấu ăn là vẫn ở dưới bếp. Dạ vâng. Khổ lắm, cái bếp thì nó có khi cũng sắp đổ rồi, cái nhà này cũng chả được bao nhiêu lâu lắm. Thế đợt là vừa rồi là tháng mấy là đi mổ rốn cho Khánh Định ạ? Cháu nó mổ không mổ biết là... Năm à? Không, mổ từ không biết là tháng 7 hay tháng 8 năm ngoái ấy. À, thế. Tháng 8 hay tháng 9 năm ngoái. Vâng. Cái chi phí mỗi lần đi mổ như thế thì có nhiều không ạ? Cũng hết đến 1-2 triệu là trước mổ cái này là cháu bà mất 30 triệu mổ cái tim của cháu. Thế cái đợt nào đấy thì mẹ có về không? Mẹ cháu có về không? Đợt đấy thì trường hợp mà cháu nó bị mổ thì mẹ nó mới về thôi. Còn thường thường cái này cháu mẹ cháu không về được. Vâng. Vâng. Đúng không? Thế hàng tháng thì mẹ cháu có gửi tiền về để nuôi cháu không ạ? Ôi giời, hàng tháng này thì nó phụ thuộc, nó lấy chồng nó phụ thuộc cháu ạ. Dạ. Xong rồi cũng có tháng này được vài trăm, có tháng chẳng có đồng nào. À, không có đồng nào cho cháu nuôi cháu đâu. Dạ vâng. Vâng. Thế nên này bà toàn đi ra xã hội để người ta cho. Cứ ngồi đi chú nhỉ. Nào sang với bà để chú lấy quà của đấy. Chị Vi Ngô gửi tặng hai bà cháu nào. Cháu bà rót nước mà cháu quên đấy. Ôi cười kệ con khát con khát uống nữa mà. Bà rót nước. Đã thôi là đi. Đấy cháu. Cháu để cho chú. Rồi. Chú mở nước. Mời đi. Mời nước. Đây chú uống. Đấy, bỏ chú mời nước. Mời bà nhá. Chú mời Khánh Linh nhá. Vâng. Bỏ chú mời nước. Hộp. Con mang con cất đi. Vất đi. Để đấy. Để cho hộp. Thôi chút nhầm nhiều. Đây tâm. Vâng. Bà Cai ơi, con gửi bà 1.800.000 đồng. Vâng, món quà là 2 triệu thì một thùng sữa 200.000 đồng. Vâng, bà xin cảm ơn cháu nhé. Vâng. Cháu cũng ấy sức căng đi các nơi để xin. Bà kiểm tra lại đi xem đủ chưa? Không kiểm tra đâu. Bà không phải kiểm tra cháu ạ. Dạ, cháu vâng. Còn giúp bà còn chẳng được. Bà xin cảm ơn nhé. Dạ vâng. Cháu. Bà ngoại ơi. Ôi. Bà ngoại trong tivi đẹp không? Đấy, không? Bà ngoại không? Đấy, bà ngoại đây. Đẹp nhá. Bà ngoại nhé. Thế Khánh Linh thử đứng ra ngoài này xem là có đẹp không nào? Dạ, bà Khánh Linh đứng đây. Khánh Linh đứng chỗ này, đứng ở đây, chỗ này rồi. Đấy, đẹp thế nhỉ? Chú chụp ảnh cho nhá. Đấy, chụp ảnh cho Khánh Linh này. Đấy. Khổ lắm. Mấy ngày nay rồi bà ơi, con cũng sang để hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai bà cháu. Chúc cho bà có nhiều sức khỏe nhá. Và vâng, Khánh Linh thì ngày càng lớn hơn, có nhiều sức đề kháng để sau này còn mổ tim. Vâng thì thôi bà chẳng nói gì. Bà chúc cháu coi là đi các nơi ủng hộ bà. Vâng. Thì bà xin cảm ơn. Thì xin cảm ơn của cô tên là cô gì? Vi Ngô ạ. Vi Ngô. Dạ vâng. Ở Hà Lan. Bà. Dạ vâng. Vâng thì thôi xin cảm ơn cô. Dạ. Vâng, cô đã có hết sức để chúa cháu. Mẹ mày ơi. Chút một tí như thế này là cũng là cái lòng hảo tâm rồi. Gia đình bà. Còn cái mắt của bà thì để con thì con ra ngoài kia con gửi ai vào trong này cho gửi cho. Bà ngoại ơi.
chị thì phải bán cho bà cái thuốc nhỏ mắt nhé. Thuốc nhỏ mắt đấy là của ông bà có gì thì bác ở bên Mỹ ạ. Thôi tốt lắm ạ. Vâng, nhỏ cái mắt đấy con gửi vào sau nhé. Vâng, đây là bà cái nó mổ mà cứ lâu lâu nó lại đau như này. À dạ vâng. Vâng, trước ngày bà cũng đi mổ. Thế để chiều con gửi người quen vào trong này. Vâng. Dạ vâng. Chiều cái chiều 12 giờ con lại đi di chuyển đến Lào Cai rồi nên là không thế cháu thì căng thôi à? Vâng, cũng không quay lại được nên cháu gửi thuốc người quen vào nhé. Vâng, xin cảm ơn cháu. Thế hai bà cháu nghỉ ngơi nhá, con xin phép về. Thế ở đây trưa bà làm cơm ăn cơm thôi bà. thôi con về, con cũng vừa về nhà tối qua. Thế về nhà để làm thẻ căn cước công dân. Vâng. Bây giờ bà ngày mai bà cũng phải đi làm này. Ngày mai nó cũng làm ở thôn đấy. Quá tranh thủ từ Lào Cai về làm thẻ căn cước xong là chiều. Thế ở các nơi xa cũng phải hết làm mà cháu. Dạ vâng, tất cả mọi người ạ. Chứ còn không về liệu có như nào không về? Về thì con chưa biết được, chắc là có thể là sau này người ta sẽ tổ chức ở tại tỉnh hoặc người ta không tổ chức tại địa phương nữa thì phải xuống tỉnh làm chẳng hạn. Tại xuống tỉnh. Dạ vâng, đấy con không nắm rõ được đâu. Vâng. Vâng, thế nhá. Vâng. Bye bye chú nào Khánh Linh nào. Cảm ơn. Bây giờ cháu đi lượn qua và cái. Dạ vâng vâng. Cái ngõ của họ được à, nhá. Dạ, vâng, cái cổng của bà để cái gỗ kia vừa đi xe bị sập. Con vừa đi qua cái cháu đấy. Biết mà, vâng, cái bán nó sập xuống. Nó chôn. Vâng. Vừa rồi thì Long đã di chuyển từ nhà hai bà cháu Khánh Linh. Bây giờ thì Long lên rừng nơi ông cụ Minh sinh sống các bạn ạ. Và hôm nay thì Long sẽ sửa lại điện cho ông bà cụ, có thêm ổ cắm, mua tặng ông bà cụ một yến gạo lếp và một cái quạt. Sắp mùa hè rồi. Cháu chào ông bà nhá. Ai da. Thế ông qua ngã à? Ông qua ngã ở huyện à? Ông Nga ở chợ à? Ui giời. Thế cháu đi về thì cháu nghe mọi người ở chợ kể là ông Nga hôm qua ngã. Nọ rồi. Không nọ à? Bà về phải đi lấy mua thuốc cho. Thế là xe đâm vào cái tự ngã. Nó đi tìm bông bi nó ngã. À, ui giời, năm tuần này nó mưa. Có cơm ăn rồi. Hôm đấy. Vâng, mưa cả tuần. Thế cái chân của ông đỡ sưng chưa? Cái chân hôm trước nó đâu rồi? Xem nào. Đỡ rồi, bây giờ đỡ rồi. Đỡ sưng hơn rồi nhỉ? Đỡ rồi. Thế ông bà ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn cơm gì à? Ôi ôi, hái hoa chuối hái cẩn thận, không là lại leo trèo lại ngã thì khổ. Hôm nọ đi quay và đụng được một bát gạo về mới được nấu làm cháo cho ông ăn xong nó mới vào đi chợ. Vay gạo á? Kia cháu có mua yến gạo nếp kìa. Thì ông bà để ăn nhá, để mua cái quạt nữa. Cái quạt kia đi đường hôm nay trời nó mưa tuần nay lấm quá, bắn hết cả bùn lên này tí lau đi. Ông đi vay mà đâu được mà ba cháu. Vâng. Ông nó bảo đi mưa đi. Hôm nay cháu lên để lắp thêm cái bảng điện. Đấy, để cho bà cắm cái điện thoại đen trắng đúng không? Với cả có lối ra một cái ổ để cắm quạt luôn. Sắp mùa hè rồi, phải dùng quạt chứ không là nóng. Ấy à, cháu nhìn thấy có cái cá khô gì đấy. Cá nướng à? Cá nướng. Bây giờ nói là tiếp điện thoại chứ nó. Rồi cứ để đấy tí cháu làm cho. Vâng. Biết điện thoại đâu. Ấy, ông ơi. Cháu lên biếu ông yến gạo với cái quạt. Vâng, với cả là chị Vi Ngô đang sinh sống tại Hà Lan gửi tặng ông bà 2 triệu đồng. Thì mỗi tháng thì chị nhờ con là trích ra 1 triệu đồng để mua thức ăn với mua đồ dùng cho ông bà. Thì mua cái quạt kia là 400.000 đồng. Mua gạo là hết 150.000 đồng. Đấy, cái ổ cắm với cả cái đồ để đắp điện hôm nay là 50.000 đồng, nữa là 600.000 đồng. Thế là còn dư ra là 900.000 đồng là con đổi tiền lẻ ra con trao ông tiền mặt. Còn 1 triệu đồng là của chị Vi Ngô là tháng sau con lại lên nhá, con lại mua đồ dùng cho ông bà. Ra tháng sau lên nhá. Vâng. Tháng 3 lên mấy bà chơi. Vâng vâng.
Tết tháng 3 Tết là bánh à bà? Làm xôi thôi. À, làm xôi à? À. Tết tháng 3 mùng 3 tháng 3 gì? Ừ. À. Tết mùng 3 tháng 3. Thế ông một tuần thì đi chợ mấy ngày? Cũng vất vả lắm cháu ạ. Mỗi ngày đi được 2-3 quả cũng ra chợ. Hôm qua ở hôm kia nó cũng đi đồng một cân gạo tệ thôi. Thế bà không đi cùng à? Bà lại đi tìm gà về nuôi. À tìm gà về nuôi á? Vâng, sáng nay mới về. Ờ, à, thế à? Hôm nọ đi lên con tay lấy được 2 con. Ờ. Gà lại đâu? Nó để mua nhiều lắm nữa này. Đấy, sáng nay lại đi ra ngoài con dâu đố con dâu hôm nọ ở đây đấy. Nó bảo bắt 2 con, thì cuối cùng nó tụt ra hết. Con nhà chú gì? Vâng, vâng. Được 1 con. Vâng. Nuôi. À, thế ạ. Làm giống. Vâng. Xong bà lại lấy cả gừng về. À. Cấy ở đây này. Cấy gừng á? À. Trồng trồng ít rau nữa nhỉ? Ừ. Bà cấy đố bây giờ mọc bằng này rồi. À. Vâng. Thế cái nước này sao nó lại không về đấy? Bà cũng bên gốc ở đâu nhờ. À. Thế thì bảo bác vui bác cái ấy kéo lại cho. Ông bảo không được tiền nó không làm. Không có tiền không làm á? Rồi để tí cháu gửi tiền đấy thì bảo chú ấy làm cho. Bao nhiêu tiền? Chắc 50.000 thì chú đi làm luôn cho trên rừng kia gì. Ừ. Đây là chỗ này bà dọn dẹp quang hết rồi chưa? Đúng rồi, dọn này cho rắn rết nó. Đấy. Hát lâu rồi đấy, bây giờ lại mọc nó bà dọn tí cho chỗ kia cái nhà sàn cũ của gia đình anh Hùng. Mọi người đang đến xem hay sao ấy. Người ta đến mua đất hay đến đến để xem ao. Đông lắm. Chỗ này có 2 cái ao này mà thả cá tuyệt vời luôn. Lưu ra lưu vào. Là 1.500.000 đồng. Thì cháu trích ra 600.000 đồng để mua gạo, mua quạt với cả mua đồ để lắp điện. Thì còn dư ra là 900.000 đồng. Thì vừa nãy quên mất là tiền lẻ cháu lại dùng để mua. Có điện có tí cháu làm, tí cháu làm. Vâng. Thì vừa nãy có tí tiền lẻ thì quên để mua quạt mất rồi. Thì thôi tiền chẵn này thì con tặng ông bà thêm 100 ngàn đồng nữa là tròn 1 triệu đồng. 900 của anh chị là dư ra 1 triệu rưỡi kia để mua quạt và mua gạo, mua đồ lắp điện rồi. Còn dư ra 900 thì con bù thêm 100 ngàn đồng nữa để tặng ông bà. Đấy thì ông cầm đấy nhá. Không là hôm nào xuống chợ thì mua cái gì thì đổi tiền lẻ sau. Xong là thuê người ta lên trên đỉnh kia người ta lắp lại nước đi nhá, không có nước không dùng đâu. Chắc là 50.000 thì chú đi lắp ngay có gì đâu. Hôm qua bảo nó làm tao biết nó giới bà là không biết. Xong nó bảo đi tờ này tờ 500.000 đấy nhá. Đừng nhầm sang 100.000 nhá. Bà nhớ dặn ông nhá. Bắt tay à? Bắt tay. Đấy còn 1 triệu nữa thì tháng sau. Thì tháng sau con lại lên con mua gạo hoặc là mua mì tôm cái gì thì con bổ sung sau. Chứ bây giờ mà đưa nhiều tiền cho ông bà quá mà sống ở rừng này rất là nguy hiểm. Đấy như cô vừa nãy thì bà cay các bạn ạ, bà cay với cả cháu Linh đi thì ở cái chỗ đấy thì nó rất là đông dân nên là rất nguy hiểm cho ông bà đây ở một mình trên rừng này nguy hiểm lắm. Mà trao tất cả tiền thì rất là nguy hiểm nên là mình giữ lại 1 triệu. À, tháng sau sẽ lên để tặng quà ông bà sau. Dạ. Đó là mùi nóng phải sử dụng cái này. Quạt. Với là cái lắp ấy. À, quạt này thì bao giờ nóng thì bật. Sắp mùa hè nơi rồi. Vâng. Thế bây giờ con đi con lắp điện cho ông bà. Dạ. Thì đã lắp điện ổn ổn cho ông bà rồi. Test thử cái quạt cái nhé. Quạt ngay. Bên làm cháu bò này. Rồi con có ổ điện rồi nhá, thì bà sạc điện thoại thì cứ sạc đấy thôi. Các bạn ạ, vừa rồi thì Long đã đến thăm hai bà cháu Khánh Linh. Thì cháu Khánh Linh thì thương lắm mọi người ạ, đã mổ tim một lần rồi và chuẩn bị mổ lần thứ hai. Khi nào đợi sức khỏe ổn và đủ 6 tuổi hoặc 7 tuổi thì sẽ tiếp tục
tiến hành phẫu thuật tiếp đợt 2, và cái rốn của cháu thì mổ lần này mổ lực 2 rồi và đang đợi chờ để phẫu thuật lần thứ 3 các bạn ạ. Ngoài ra thì Long cũng tranh thủ ghé lại khu rừng nơi ông cụ Minh và bà sống. Và có lẽ là video của Long xin kết thúc tại đây các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào. Thôi ông bà nghỉ ngơi nhá, con xin phép đây. Xong là đến tháng sau thì con lại lên. Thì con lấy số của bà thì liên lạc cho dễ, có vấn đề gì đúng thì rồi. Ông hay là thì gọi điện cho con nhá. Vâng, đấy có điện đóm đầy đủ rồi, sạc điện thoại vào. Cảm ơn, cảm ơn quá rồi. Đấy, thế nhá. Ông thì nặng tai thì chắc là ông cũng nhìn ông hiểu thôi nhé. Ông thì nặng tai. Thế cháu làm căn nút đấy. Chúng là mới nhà đây đang làm căn nút. Vâng.